Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái rosette master do mình sưu tầm được. Đó là rosette thư pháp thủy mặc. Để làm được một cái video như anh em vừa xem, anh em cần chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là một cái rosette thư pháp thủy mặc mình đã để dưới phần mô tả. Và thứ hai là anh em chuẩn bị cho mình 16 bức ảnh với cái tỷ lệ là một ảnh là 1514 nhân 2287 đổi tên thành một PNG và 15 bức ảnh còn lại với cái tỷ lệ là 2289 nhân 1526 anh em đổi tên thành 2 PNG cho đến 16 PNG. Nếu anh em nào mà chưa biết thay đổi kích thước khung ảnh, anh em có thể tham khảo cái video mình đã chia sẻ trên chính cái kênh của mình luôn. Sau khi anh em đã chuẩn bị được hai cái vật liệu này, bây giờ mình bắt đầu chỉnh sửa. Sau khi anh em tải cái rosette, nó sẽ nằm ở cái mục download nha anh em. Rồi, đây là cái rosette thư pháp thủy mặc. Anh em nhấn vào đó. Anh em chọn giải nén nè. Bây giờ nó xuất hiện một cái thư mục màu vàng là zip type thư pháp 2. Anh em nhấn vào đó. Anh em chọn key master nè. Rồi anh em chọn sao chép đến nè. Rồi anh em trở về lưu trữ điện thoại nè. Anh em chọn dán nè. Anh em chọn thay thế thư mục. Rồi xong bước 1. Rồi tới cái bước thứ 2 nè. Anh em chọn 16 bức ảnh. Chiếc tỷ lệ mình nói ở lúc đầu cái video luôn nha anh em. Với cái tên là từ 1PNG đến 16PNG. Anh em chọn tất cả luôn. Anh em chọn sao chép đến. Rồi anh em trở về cái chỗ lưu trữ điện thoại nè. Anh em vào cái mục key master nè. Rồi anh em chọn vào cái mục kết thai cổ trang 2 ở phía trên đây nè. Rồi anh em chọn dán vào đó nè. Anh em chọn thay thế tiệp nè. Thay thế tiệp cho đến khi nào hết luôn nghe anh em. Hết 16 luôn nghe anh em. Rồi, như vậy là xong cái phần chuyển đổi. Bây giờ mình trở về cái app Key Master để mình bắt đầu chỉnh sửa nè. Bây giờ mình thoát ra. Rồi bắt đầu mình vào Key Master để mình chỉnh sửa nè. Khi anh em mở Key Master lên, nó sẽ có sẵn một cái dự án để cho anh em chỉnh sửa. Trước khi chỉnh sửa, mình cũng lưu ý với anh em là nếu mà anh em sử dụng Key Master hiện tại không chỉnh sửa được cái thư pháp thủy mặc này thì anh em vào cái phần mô tả tải cái Key Master của mình rồi anh em tiếp tục chỉnh sửa. Chỉ cái phần thứ hai nữa, anh em vào cái phần cài đặt trên Key Master nè, chỗ cái bánh răng, rồi anh em chọn vào cài đặt thử nghiệm và nâng cao, anh em chọn tiếp tục bình thường. Rồi anh em kéo xuống cái hàng cuối cùng nè. Nếu mà anh em nào chưa bật thì anh em bật lên giống như mình nè. Đó. Sau khi anh em bật rồi thì anh em trở về cái dự án mình chỉnh sửa. Rồi bây giờ mình vào cái dự án chỉnh sửa. Đây là cái rosette thư pháp thủy mặc. Bây giờ anh em bắt đầu chỉnh sửa. Anh em có thể thay đổi văn bản ở đây tùy thích. Thích cái gì thì mình ghi cái đó. Rồi còn không thích thì anh em cứ xóa đi. Rồi anh em cũng có thể xóa nó đi. Xóa nó luôn.
tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Sau khi mà anh em chỉnh sửa xong đúng cái thích của mình rồi, anh em có thể thêm nhạc rồi anh em bắt đầu xuất video thôi. Nội dung video ngày hôm nay mình cũng xin được dừng lại ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.